Từ công nhân thành ông vua TikTok, anh Gabrielem, chàng trai ý gốc Senegol đã có sự thăng tiến vượt bậc, trở thành người được theo dõi nhiều nhất thế giới trên ứng dụng chia sẻ video chỉ trong một thời gian ngắn. Giống như vô số người khác, anh Gabrielem đã tìm đến TikTok trong những ngày đại dịch bùng phát. Anh chàng ý gốc Senegol vừa bị mất việc làm trong một nhà máy ở sâu ngoại ô Turin Covid-19 và không biết phải làm gì tiếp theo. Và thế là anh bắt đầu đăng video, lúc đầu là video với phụ đề tiếng Ý, nhưng sau đó là những phản ứng không lời trước những sự kiện bất thường. Cho dù bắt đầu là một cách để giải khuây, nhưng những video của anh sớm thu hút được sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Sau 2 năm, chàng trai 22 tuổi hiện là ông vua của TikTok, anh Kaby tại lễ hội liên hoan phim Cannes vào tháng 5. Vào cuối tháng 6 vừa qua, anh Lêm đã hạ bệ thành công TikTok ở Charlie de Melio là người được theo dõi nhiều nhất trên ứng dụng. Tôi cảm thấy đã đến lúc để người khác có được vị trí đó và tôi tự hào về anh ấy. Cô Delia Melio nói với những người tham dự Vít vào tháng trước, một sự kiện được tổ chức ở Los Angeles nhằm tuyên dương những người tạo nội dung trên các nền tảng như TikTok và YouTube. Đến nay, Lem có 146 triệu người theo dõi trên ứng dụng, trên đó hồ sơ của anh có ghi, nếu bạn muốn cười thì bạn ở đúng chỗ rồi. Danh tiếng cũng đã mang lại cho anh tài sản cách xù, gần đây anh được công ty tiền điện tử Binance tài trợ. Anh trước đây đã hợp tác với hãng nước hoa Hugo Boss, sánh vai cùng người mẫu Kendall Jenner và Hailey Bieber trong các quảng cáo. Đợt theo dõi hành trình trở thành ngôi sao TikTok của Kaby Lem là một điều tuyệt vời. Chỉ trong 2 năm, anh ấy đã từ việc tạo các tiểu phẩm hài trong phòng ngủ của mình sang trở thành người tạo video đầu tiên ở châu Âu và người thứ hai trên thế giới vượt qua cột mốc 100 triệu người theo dõi. Ông Zitwater Waterwood, tổng giám đốc khu vực châu Âu của TikTok, cho biết. Nhưng làm thế nào mà một công nhân nhà máy lại trở thành danh hài nổi tiếng nhất thế giới chỉ trong 2 năm, người thừa kế những phản ứng nổi tiếng của diễn viên phim cầm bớt tơ Keaton. Nếu ngôi sao Keaton là khuôn mặt lạnh như tiền của thế kỷ 20, thì Kaby Lem là phiên bản thế kỷ ngày 21. Khi anh đáp lại các video ngớ ngẩn được lan truyền trên mạng với một cái đào mắt chán trường, phản ứng thương hiệu của anh Lem trong các video của anh, Kaby Lem nổi tiếng vì anh thể hiện thành công điều mọi người đều đang nghĩ, nhưng lại với thần thái mà không ai sao chết được. Các video của K.B.Lem rất ngắn, hài hước và không có lời thoại. Chúng vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Ông van Vander Vinokay, một nhà nghiên cứu tại Đại học Leeds, Anh và là đồng tác giả của một cuốn sách học thuật về TikTok, cho biết tài năng của K.B.Lem trong việc trêu ghẹo những câu chuyện kỳ quặc trong cuộc sống hàng ngày là điều hiển nhiên. Nhưng anh cũng đã xuất hiện vào đúng nơi và đúng lúc khi anh bắt đầu thu hút đông đảo người theo dõi vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. TikTok được biết đến như một ứng dụng để giới trẻ nhảy theo các bài hát yêu thích của họ. Sự hài hước trong vẻ mặt bất lực của anh Kami đã làm nổi bật một khía cạnh khác của TikTok mà những người mới sử dụng có thể chưa biết. Ông Van Der Cây no nói, việc anh ấy không nói một lời nào tạo một mối quan hệ sâu sắc hơn với người xem. Bạn không nói bất cứ điều gì, nhưng bạn biết chính xác người kia đang nghĩ gì. Đó là cách bạn xây dựng mối quan hệ với ai đó, ông Timothy Amu, người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của fanpage. Một công ty tiếp thị thế hệ Z giải thích, ông Amu so sánh nó với việc chạm mắt với một người lại trong một tình huống bất thường. Ông Amu cho biết thêm Kabi cũng rất thu hút các công ty đang tìm cách hỗ trợ thành công của anh ấy. Anh ấy không thuộc khuôn mẫu một người nổi tiếng truyền thống vì vậy mọi người lại càng ủng hộ anh ấy nhiều hơn, ông nói. Khoảng 1 trên 10 khán giả của Kabi ở Hoa Kỳ, 9% ở Brazil và 5% ở Mexico, theo dữ liệu nội bộ của TikTok. Điều bất thường là đối với một người tạo nội dung, anh thu hút người xem nam và nữ gần như ngang nhau. Thành công của anh ấy chứng tỏ sự sáng tạo được thể hiện một cách đơn giản và chân thực có thể là thứ thu hút và kết nối hàng triệu người trên thế giới. Câu chuyện của Lem cũng thể hiện lý do tại sao TikTok nhanh chóng trở thành nơi phát hiện ra những cái tên và gương mặt sáng giá nhất trong làng giải trí. Ông Waterwood nói: